ca sĩ Thanh Lam banh càng, chổng ngược, cộng đồng mạng nổi sóng thần. Những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng vì video ca sĩ Thanh Lam trình diễn bài hát Áo Mới Cà Mau trong tập 12 chương trình Bài Hát Của Chúng Ta, một phiên bản Việt của chương trình truyền hình Trung Quốc. Trong phần trình diễn này, nữ ca sĩ mặc áo bà ba, hát dân ca Nam Bộ bằng giọng miền Nam và trình diễn vũ đạo rất táo bạo. Đáng nói là ở một số phân đoạn, ca sĩ U60 này được dàn vũ công Nam nâng lên cao, thực hiện động tác xoạc chân. Ngoài ra còn có cảnh ca sĩ được vũ công nâng người, giúp trồng cây chuối trên sân khấu, đưa chân lên trời và bùng ngang. Đây là những hình ảnh bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt trong những ngày vừa qua. Một vài ca sĩ thì khen ngợi lần đầu tiên được chứng kiến một tiết mục được dàn dựng dễ thương, bản phối mới cuốn hút. Tuy nhiên, đa phần phản đối vì cho rằng Thanh Lam làm hỏng bài hát, phần âm sai tiếng miền Tây. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ này gây bão trên mạng. Trước đây, Thanh Lam từng bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt vì cô biểu diễn nhạc Trịnh Công Sơn như thể lên đồng. Cộng đồng mạng, đặc biệt là những người quen với lối biểu diễn nhẹ nhàng, du dương của dòng nhạc này nhận xét rằng Thanh Lam không tôn trọng nguyên tác. Lúc ấy cũng có một số ý kiến bảo vệ cô rằng nghệ thuật là phải sáng tạo và Thanh Lam làm tốt vai trò của người nghệ sĩ khi kiến tạo cái mới, không trùng lập với bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thanh Lam là ca sĩ thành danh, tuy nhiên bà đã 55 tuổi, lứa tuổi được xem là bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Việc trẻ hóa những ca khúc đồng quê hay nổi loạn trong phong cách biểu diễn của bà có đem lại làn gió mới cho âm nhạc hay không? Tuy nhiên, đó là gió mát hay gió độc thì cần phải có thời gian để mà kiểm chứng. Trong nghệ thuật, một tác phẩm đặc sắc, một phong cách mới đôi khi ban đầu bị phản đối. Tuy nhiên, nếu là nghệ thuật đích thực thì theo thời gian sẽ được chấp nhận và rất bền lâu. Cho tới nay, phong cách biểu diễn như lên đồng của Thanh Lam với dòng nhạc Trịnh đã không để lại ấn tượng gì ngoài những lời chê bai. Lối trình diễn sâu lắng, ưu tư, chiêm nghiệm vẫn là phong cách được cho là phù hợp với nhạc Trịnh và được người nghe nhạc chấp nhận nhiều nhất. Với lối trình diễn của Thanh Lam, người bảo vệ bà thì cho là phá cách, người chỉ trích thì cho là phá nát. Những động tác vũ đạo bị cho là quá lố, phản cảm của ca sĩ đa số cho rằng bà đã phá nát dòng nhạc đồng quê Nam Bộ. Dòng nhạc này cần lối vũ đạo dịu dàng hơn, mang chất đồng quê và nền nã thay vì lẳng lơ, bốc lửa như cách bà trình diễn trên sân khấu. Vào năm 2017, ca sĩ Thanh Lam cũng gây bão mạng với nhận định miền Nam có nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Ngay lập tức, không chỉ công chúng mà nhiều người trong nghề cũng phản ứng một cách mạnh mẽ với quan điểm của bà. Khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phản pháo đàn chị rằng chị Lam nói câu đó quả thật hơi cạn và tự đưa mình vào thế cô lập, nếu không muốn nói là chị đã đào sâu thêm khoảng cách giữa ca sĩ hai miền Nam Bắc. Có lẽ gây chấn động mạng cũng là cách để ca sĩ U60 làm nóng lại hình ảnh của mình sau một thời gian mờ nhạt. Tuy nhiên, nếu bà muốn gây ấn tượng với giới trẻ thì hãy cẩn thận. Có khi không để lại ấn tượng gì với giới trẻ mà lại đánh mất người hâm mộ trung niên và thành phần từng nghe Thanh Lam biểu diễn từ thời đỉnh cao phong độ cho đến ngày hôm nay. Hầu hết các ca sĩ gạo cội luôn giữ gìn hình ảnh của mình, chấp nhận lượng khán giả hạn chế từ trung niên trở đi. Giới trẻ nên nhường lại cho các ca sĩ trẻ. Nếu ca sĩ già lại muốn hốt luôn giới trẻ, thế là lợi bất cập hại, chỉ nhận lại lời chê bai. Quý vị và các bạn đã theo bản tin ca sĩ Thanh Lam banh càng, chổng ngược, cộng đồng mạng nổi sóng thần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đinh Thế Huynh tái xuất, nhà tù của Tổng Trọng đã sụp đổ, giải thoát bà Dũng. Vào ngày 22 tháng 11, ông Đinh Thế Huynh, cựu thường trực Ban Bí thư tái xuất
sau một thời gian dài biến mất không có lý do. Truyền thông loan tin ông được trao tặng danh hiệu 50 năm tuổi đảng. Vào tháng 2 năm 2016, tại đại hội lần thứ 12, ông Vũ Trọng đã đề ra suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư dù đã quá tuổi. Khi đó, ông Trọng chọn ông Đinh Thế Huynh làm phó cho mình. Khi ấy, nhiều người đồn đoán cho rằng ông Trọng dự tính đến giữa nhiệm kỳ sẽ nhường ngôi cho cấp phó. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2017, ông Trọng bất ngờ cho ông Đinh Thế Huynh biến mất khỏi chính trường, không kèn, không trống. Lúc đó, truyền thông nhà nước cho biết ông Đinh Thế Huynh nghỉ để đi chữa bệnh, nhưng hoàn toàn không nói rõ ông bị bệnh gì. Đáng nói là ông Huynh không bị kỷ luật, cũng không có thông báo về hưu. Ông Trọng đã âm thầm khiến ông Huynh biến thành người vô hình như tan biến vào cõi hư vô vậy. Về sau, có nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm được biết, ông Đinh Thế Huynh cùng với Đinh La Thăng và Trần Đại Quang âm thầm cấu kết để tạo phản với ông Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó, ông Trần Đại Quang là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, có dây mờ, dây má với rất nhiều nhân vật trong cảnh công an. Ông Trọng xem ông Quang là nhân vật nguy hiểm nhất, kế đến là Đinh La Thăng. Ông Thăng vốn là đệ tử của ông Nguyễn Tấn Dũng, không ưa ông Trọng nên muốn truất phế ông già lạm quyền này. Còn ông Đinh Thế Huynh là bị hai nhân vật kia lôi kéo. Ông Huynh trưởng thành từ ngành tuyên giáo nên ít nguy hiểm hơn với ông Trọng và cũng là người từng được ông Trọng tin tưởng. Âm mưu tạo phản bị bại lộ và tất nhiên thắng làm vua, thua làm giặc. Họ phải chịu sự trừng phạt của bên thắng. Sau đó, ông Trần Đại Quang chết một cách đáng ngờ khi đang ngồi trên ghế chủ tịch nước với những vết chàm màu tím tăng dần trên khuôn mặt. Ông Đinh La Thăng thì bị bắt tạm giam với án rất nặng sau đó, cho đến nay cũng chỉ có ông là Ủy viên Bộ Chính trị bị bắt mà thôi. Cuối cùng, Đinh Thế Huynh, người bị cho là đã chịu án nhẹ nhất với việc ở tù tại gia. Bị ông Trọng cho cầm giam tại nhà và giám sát 24/24 từ đó cho đến nay. Bằng việc thẳng tay với ba kẻ tội đồ rất có thể, đây là thông điệp ông Trọng muốn gửi tới các đối thủ chính trị, đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Dũng rằng ông sẽ xử lý không khoan nhượng những ai dám chống lại ông. Không biết cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ngán Tổng Trọng hay không, nhưng thực tế thì khi ông Trọng còn sống, ông bà Dũng gần như biệt tích giang hồ, tránh xa chính trường. Thỉnh thoảng ông bà Dũng vẫn được truyền thông nhắc đến, nhưng không thấy ông gần gũi với nhân vật đương chức nào như ông Tư Sang khi đó. Ngay sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng là sự xuất hiện trở lại của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nay là sự xuất hiện tiếp của ông Đinh Thế Huynh. Điều đó cho thấy nhà tù tại gia mà ông Trọng thiết lập đã sụp đổ. Ông Đinh Thế Huynh xem như đã được cởi trói. Đấy là một phần của bức tranh chính trị tại Việt Nam hiện nay. Trong nội bộ của Đảng, các đồng chí đánh nhau, thuốc nhau, đẩy nhau vào tù và lập ra những nhà tù không chính thức để mà quản thúc người thua cuộc. Mọi hành xử chẳng khác gì các tổ chức xã hội đen vô pháp, muốn làm gì thì làm. Đến nay, tình trạng đấu đá vẫn vô cùng gay gắt, thậm chí còn gay gắt hơn cả trước đây. Phía sau tấm bình phong vì nước, vì dân, tuân thủ pháp luật là các cuộc chiến sinh tử giữa các đồng chí trong Đảng Cộng sản để mà tranh giành quyền lực và lợi ích của nhau. Một chế độ luôn tránh né sự minh bạch thì đằng sau cánh gà của sân khấu chính trị, họ là những người Cộng sản lao vào sống mái với nhau như những con thú dữ, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Đinh Thế Huynh tái xuất, nhà tù của Tổng Trọng đã sụp đổ, giải thoát ba Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.